Xin chào quý thầy cô. Hôm nay Uyên chia sẻ với quý thầy cô một phần mềm có ứng dụng rất tốt trong giảng dạy từ vựng tiếng Anh. Phần mềm có tên gọi là Quizlet. Đầu tiên, quý thầy cô đang sử dụng bất kỳ trình duyệt nào cũng có thể tìm kiếm Quizlet rất dễ dàng bằng cách là vào thanh tìm kiếm, đánh vào quizlet.com. Và đây là giao diện chính của phần mềm. Để có thể sử dụng được phần mềm này thì chúng ta sẽ phải đăng ký hoặc là chúng ta đăng nhập. Thì quý thầy cô có thể sử dụng nó bằng tài khoản Google, tài khoản Facebook hoặc là email. Chúng ta đăng ký bằng email đều có thể sử dụng được cả. Ở đây Quyên đã có tài khoản rồi cho nên Quyên login nó bằng tài khoản của Google. Và giáo viên ở đây cũng có nhiều tài khoản cho nên Quyên chọn cái tài khoản giáo viên. Khi quý thầy cô đăng ký thì quý thầy cô nhớ là mình hãy chọn tài phần phần free nha, tại vì phần nó có phải trả phí 3 đô một tháng nếu như chúng ta nâng cấp lên là giáo viên và chúng ta sử dụng cái bảng mà trả phí thì có thể nó có nhiều chức năng hơn. Tuy nhiên, Nguyên chỉ có thể sử dụng được cái phần mềm miễn phí thôi. Và đây là cái giao diện chính. Khi mình đã vào trang chủ của nó rồi thì nếu cái máy của quý thầy cô là phần mềm tiếng Việt thì ở đây nó sẽ có cái chữ tạo. Còn bây giờ là ở đây là tiếng Anh thì nó sẽ là create. Thì để chuẩn bị cho một bài giảng, đầu tiên quý thầy cô sẽ chọn vào lệnh create để tạo bài giảng mới. Ví dụ Nguyên đang giảng dạy bài số 4 của chương trình tiếng Anh thí điểm. Thì Nguyên sẽ đánh vào đây cái tựa bài là Unit 4. Music and Art. Rồi, ở cái thẻ tiếp theo là Visible to Everyone. Thì cái này tùy thầy cô. Nếu thầy cô muốn cho người khác xem thì mình sẽ dùng cái lệnh Visible. Còn không thì mình có thể thay đổi là chỉ cho riêng mình anh mình xem thôi. Only edited by me là tự mình chỉnh, chỉ có thể cho mình chỉnh thôi. Còn nếu không, quý thầy cô muốn để cho người khác chỉnh sửa cái bài của mình thì có thể dùng cái lệnh change. Và để bắt đầu thì chúng ta có thể kéo nó xuống. Thì ở đây chúng ta có thể chọn thêm một cái diagram nào khác, nhưng mà để phần sau Quyên sẽ chia sẻ nhiều hơn. Ở cái phần này chúng Quyên giảng dạy chỉ có 5 từ vựng thôi. Bây giờ chúng ta bắt đầu từ từ vựng thứ nhất. Thì quý thầy cô hãy đánh vào bên cái cột bên trái là thuật ngữ term và chọn cái ngôn ngữ của mình là English. Là do Quyên dạy tiếng Anh cho nên là Quyên cần dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Nếu quý thầy cô chọn tiếng Pháp thì chúng ta cũng có thể là chọn ngôn ngữ khác hoặc tiếng Tây Ban Nha hoặc tiếng Trung Quốc, rất nhiều ngôn ngữ khác nhau chúng ta có thể sử dụng nó. Hoặc quý thầy cô giảng dạy những cái bộ môn khác, ví dụ như môn giáo dục công dân thì ví dụ chúng ta có thể dùng ở cột bên trái mình là thuật ngữ lập pháp là gì, hay là hành pháp là gì, hay là tư pháp là gì, thì cột bên phải chúng ta sẽ định nghĩa cho học sinh những cái từ liên quan tới nó để cho chúng ta cho học sinh chơi trò chơi ghép những cái thuật ngữ này với nhau. Hoặc chúng ta có thể áp dụng nó cho bộ môn sinh học, bộ môn ngữ văn, bộ môn toán, hầu như tất cả các bộ môn khác đều có thể sử dụng được nó cả. Rồi bây giờ Nguyên bắt đầu với từ vựng thứ nhất. Ví dụ như từ conscious. Thì từ vựng này có nghĩa là buổi hòa nhạc. À, quên, nếu mà quý thầy cô có thể chọn cái ngôn ngữ ở bên đây nó có cái cột ngôn ngữ, chúng ta có thể chọn là ngôn ngữ là tiếng Việt vì ở đây nó đã mặc định sẵn cho nên là Quyên để nó. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ chọn tiếp tục cái thẻ là add image để mà quý thầy cô chọn thêm hình ảnh vào bổ sung cho nó bài giảng mình nó sinh động, như đây là một cái buổi hòa nhạc. Vì phần mềm này là mình chọn ở chế độ miễn phí cho nên hình ảnh nó không có mở rộng và nó cũng không cho mình upload lên nữa. Nếu mà mình upload lên thì nó sẽ báo là mình cần phải upload lên tài khoản của giáo viên, mà lúc này là mình phải trả phí là 3 đô một tháng, hoặc là hàng năm thì chúng ta sẽ trả là 35,99 đô. Con số này nó không có nhỏ đối với mình. Bây giờ cho nên em chỉ chọn cái phần mềm miễn phí thôi. Rồi bây giờ mình lựa một cái buổi hòa nhạc nào tương đối và chúng ta click vào. Thuật ngữ số 2.
Thì cô cũng làm tương tự với các thuật ngữ còn lại. Có một số hình ảnh mà chúng ta thấy nó không phù hợp thì chúng ta có thể không sử dụng hình ảnh cũng được. Và ví dụ như cái phần này support, ủng hộ, hỗ trợ, rồi có một số cái thì không được thì chúng ta có thể bỏ qua nó, không cần sử dụng hình ảnh. Rồi bây giờ Quyên thí dụ như Quyên chỉ sử dụng 5 từ này thôi. Thì Quyên bắt đầu click vào đây, chọn cái chữ tạo hoặc là chữ create này. Còn nếu như quý thầy cô muốn sử dụng thêm nhiều thuật ngữ hơn nữa thì chúng ta cứ mỗi một thuật ngữ chúng ta sẽ bấm vào cái SK này để chúng ta chọn thêm từ. Nó không có giới hạn số lượng từ, thường thường thì Quyên kết thúc một đơn vị bài mới ban đầu thì khoảng 5 từ, 10 từ, sau đó tăng dần lên 15 từ, 20 từ tùy vào cái yêu cầu của giáo viên. Và chúng ta chọn cái Create. Vậy là chúng ta đã xong cái phần tạo một cái bài giảng mới. Và ở đây thì chúng ta có thể copy cái đường link này để chia sẻ với lại học sinh của chúng ta sau khi học xong tại lớp. Chúng ta có thể chia sẻ qua Facebook để yêu cầu các em làm bài tập về nhà. Hoặc quý thầy cô có thể sử dụng những cái phần mềm chia sẻ khác như là Padlet hay là bất kỳ một phần mềm nào có thể chia sẻ được với lại học sinh của mình. Hoặc là chúng ta để dành nó vào trong một cái folder để sử dụng cho những cái lần sau thì thầy cô có thể add vào class hoặc là cái folder. Thì ở đây có hai cái tab cho chúng ta lựa chọn, một là add to class, hai là add to folder. Thì khi thầy cô add vào class thì chúng ta phải tạo một cái class trước. Thì tối đa trong cái nguyên một cái tài khoản của chúng ta thì có thể dùng cho 8 lớp học. Tuy nhiên, Quyên dùng cho cái lệnh add to folder này. Có thể mình sẽ có thể tạo được nhiều thư mục hơn. Quyên chưa có thử nghiệm là có bao nhiêu thư mục mình có thể tự tạo. Nhưng mà bên cái lớp học thì có thể chỉ có tối đa là 8. Và hiện giờ Quyên đã tạo nó trong hai khối. Quyên add nó vào trong cái thư mục là khối 7 thí điểm. Rồi bây giờ giao diện của chúng ta ở bên ngoài là như thế này. Nếu ở tại lớp học, chúng ta có thể sử dụng phần mềm Plaska. Ở cái phần cái thẻ Plaska để cái thầy cô giảng dạy cho học sinh của mình. Rồi. Đây là cái từ mà chúng ta sẽ dạy đọc và hình ảnh minh họa. Concert. À, thầy cô có thể click vào để mà có cái từ bằng tiếng Anh và hướng dẫn học sinh đọc theo mình. Tương tự vậy chúng ta sẽ lần lượt đến cái từ thứ hai, từ thứ ba, từ thứ tư, từ thứ năm. Đây là cái quá trình tiến triển của chúng ta nếu như đến năm từ là kết thúc. Rồi. Sang thẻ thứ hai. Chúng ta sang cái thẻ lên là học. Thì ở đây một từ vựng, hình ảnh và từ bằng tiếng Việt. Nó sẽ cho mình bốn cái đáp án ở phía bên dưới. Nếu quý thầy cô chọn cái hình ảnh này là chữ traffic, như vậy thì nó sẽ báo cho mình biết là sai và mình sẽ chọn lại cái từ đúng là support và mình nhấn vào đây để tiếp tục cái từ tiếp theo. Tương tự như vậy cho đến hết cái bài học của mình.
Sau khi học hết cái thẻ thứ hai này rồi thì phần nhiều học sinh của mình nó đã thuộc được. Một số em thông minh sẽ có thể thuộc hết ngay từ cái flashcard đầu tiên. Và nếu em nào chậm một chút, chúng ta đến cái tab thứ hai này là nó đã có thể thuộc được rồi. Tab thứ ba, tab thứ tư, write là chúng ta sẽ luyện viết và luyện cái phần nghe. Thì cũng chỉ có năm từ vựng đó Má, thôi. Cũng chỉ có năm từ vựng đó thôi, nhưng chúng ta sẽ có rất là nhiều thủ thuật khác nhau để hướng dẫn cho học sinh. Ví dụ như ở cái phần write. Thì từ đây là từ support, chúng ta sẽ đánh chữ vào. Từ này rất là dễ, nó đã có sẵn cho mình nhìn. Nhưng bây giờ Quyên cố tình đánh sai. À, như vậy thì nó sẽ báo cho mình biết là từ này là đã đánh sai rồi. Và cái từ đúng của nó sẽ là chữ support. Tương tự như vậy chúng ta sẽ lần lượt cho đến cái phần cuối cùng. À, cái tab tiếp theo của chúng ta sẽ luyện kỹ năng nghe. Spell. Spell tức là luyện nghe. Portrait. Khi nó xuất hiện cái từ này rồi thì nó đọc cho mình nghe cái từ tiếng Anh và nhiệm vụ của mình là đánh vào đây. À, đây là cái từ Portrait. không đúng. Portrait. Portrait. Rất là tuyệt vời phải không quý thầy cô? Nó có thể đánh vần cho mình từng chữ một để mà mình có thể sửa lại cho nó chính xác những cái từ đó. Và bây giờ mình sẽ đánh đúng lại. Võ trang mà. Support. À, khi mà mình đánh đúng rồi thì nó sẽ tiếp tục cho mình một cái từ tiếp theo. Sang thẻ tiếp theo là thẻ test. Thẻ tiếp theo là thẻ test. Thì chúng ta sẽ kiểm tra lại toàn bộ năm từ vựng của mình bằng những cái hình thức khác nhau, những cái hình thức kiểm tra khác nhau. Ví dụ, từ đám đông thì chúng ta sẽ đánh máy ra nè. Rồi ở đây là từ người ta cho mình từ tiếng Anh thì mình sẽ đánh lại bằng tiếng Việt. Hay người ta cho từ tiếng Việt thì mình sẽ đánh lại bằng tiếng Anh. Từ tiếp theo người ta sẽ cho mình một từ bằng tiếng Anh, sau đó mình sẽ lựa chọn bốn cái đáp án đúng. Đó là cái phần kiểm tra multiple choice. Phần tiếp theo nữa thì chúng ta có một từ nhưng mà nó lại cho mình đáp án đúng hay sai, true false. Và sau khi hoàn tất năm từ vựng này mình sẽ kiểm tra coi mình đúng được bao nhiêu phần trăm. Tab tiếp theo của chúng ta là match và graffiti, thì hai tab này chúng ta sẽ dùng để cho học sinh chơi. À, có thể cho chơi ở nhà hoặc là có thể chơi tại lớp cũng được, tùy quý thầy cô. Phần matching này chúng ta sẽ kiểm tra tốc độ nhanh của học sinh thông qua cái hoạt động là làm cho mọi thứ đều biến mất. Make everything disappear. Khi chúng ta bắt đầu start game, thì màn hình của chúng ta xuất hiện giao diện như thế này đây. À, thầy cô có thể click chuột vào từng cái thanh, ví dụ là từ concert với lại buổi hòa nhạc, thì chúng ta nếu đúng từ nó sẽ biến mất. Còn nếu như nó không đúng từ thì nó sẽ hiện như thế này. Nó không có biến mất. Và như vậy thì học sinh nào mà tốc độ thuộc bài, học sinh nào thuộc bài tốt thì nó sẽ làm với cái thời gian nhanh nhất. Và mình có thể cho học sinh thi đấu với nhau để có thể trao giải thưởng cho những học sinh nào thuộc bài tốt. Graffiti. Ở phần này thì chúng ta sẽ luyện cái kỹ năng đánh máy. Ở đây có 3 cấp độ cho quý thầy cô có thể lựa chọn. Cấp độ thứ nhất là cấp độ dễ, easy. Cấp độ thứ hai là medium, là vừa vừa. Cấp độ thứ ba là high, là khó. Thật ra thì nó chỉ do cái tốc độ của mình đánh máy thôi. Ví dụ như khi ta bắt đầu ở cái cấp độ dễ thì cái thanh này, cái viên kim cương này nó sẽ rớt xuống một cách chậm rãi từ từ. Và nếu mình đánh sai. À, như vậy thì nó sẽ không cho mình biết gì cả cho đến khi mà cái viên kim cương rơi xuống ở vứt cuối cùng. Nó sẽ báo lỗi cho mình biết là mình đã sai. Rồi, cái từ mà chúng ta cần phải đánh vào đây đó chính là chữ đám đông. Và mình phải đánh chính xác thì nó mới hiện tiếp một cái từ tiếp theo cho mình chọn, mình chơi tiếp. Đó, lần lượt từng cái từ một thì là cũng là năm từ mà chúng ta đã được học đi học lại nãy giờ. Cho con học đi mà. Rồi,
thì càng những cái tốc độ càng khó dần thì cái viên kim cương này nó sẽ rớt với cái tốc độ nhanh, thật là nhanh, cho nên là quý thầy cô có thể luyện được cái kỹ năng đánh máy của chúng ta luôn, hướng dẫn học sinh luyện kỹ năng đánh máy của học sinh luôn. Như vậy là chúng ta đã sang 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái, 7 cái tab học và chơi. Sang cái cuối cùng thì đây là cái tab live, là do chúng ta mới vừa tạo cho nên cái tab live này nó chưa thực hiện được. Và bây giờ để thí nghiệm thì quý thầy cô có thể xem lại những cái tab mà Quyên đã làm trước đây. Ví dụ như ở cái tab Quyên đã làm rồi và cho học sinh sử dụng rất là nhiều lần rồi. Thì lúc này cái like nó hiện lên ở đây cho chúng ta. Và nếu mà chúng ta cho học sinh chơi tại lớp thì tối thiểu phải có 4 cái máy tính có kết nối mạng. Còn không thì chúng ta có thể cho học sinh sử dụng điện thoại, dùng mạng không dây. Học sinh có thể sử dụng iPad, máy tính bàn, điện thoại cùng một lúc đều có thể sử dụng được. Và đảm bảo là có đủ mạng internet kết nối đủ mạnh, mạng internet kết nối đủ mạnh. Thì chúng ta bắt đầu chọn cái lệnh create game. Quý thầy cô hướng dẫn học sinh mình đánh vào cái trang tìm kiếm á, chúng ta có thể dùng Cốc Cốc hay là Google gì cũng được cả. Và phần này nó có hỗ trợ nhạc rất là thú vị ở trên cái máy tính. Quý thầy cô chú ý nha, chúng ta có thể sử dụng thanh công cụ là Google đi. Phải đánh đúng chữ www.vlet.live thì nó mới xuất hiện được cái bảng mà cho học sinh nhập mã số này để cùng tham gia trò chơi. Khi đánh đúng số rồi thì chúng ta sẽ enter name và có thể là học sinh sẽ đánh tên của mình và tham gia trò chơi, thì lúc đó tên của học sinh sẽ được xuất hiện ở trên cái màn hình ở ngay cái vị trí này. Những cái vị trí này, ví dụ khoảng 20 học sinh thì nó sẽ chia lớp ra làm 4 đội. Thí dụ như lớp lớp của mình chỉ có 4 học sinh thôi thì nó sẽ chia ra làm 2 đội và cùng tham gia thi đấu với nhau trên nền là tất cả những cái từ vựng nãy giờ mà chúng ta đã vừa dạy học sinh rồi. Rồi. Đó là những cái bước cơ bản mà chúng ta sử dụng Quizlet. Chúc quý thầy cô sử dụng thành công. Rồi, tạm biệt quý thầy cô.